Xin chào mọi người, sau đây mình giới thiệu cho mọi người một con game, đó là con game Người Vợ Cao Quý nhé. Thì con game này là phiên bản GM, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo tài khoản này. Mọi người chỉ cần bấm cho mình vào cái hình người này. Đó, sau khi bấm vào đây mọi người sẽ tạo tài khoản nhé. Mình sẽ tạo tài khoản này. Kênh giải trí tổng hợp. Kênh giải trí tổng hợp này, 1 2 3 3 2 1. Sau đó mình sẽ bấm mật khẩu. Mọi người sẽ tạo tài khoản tùy ý luôn nhé. Mình sẽ để đây mật khẩu này, mình sẽ ghi là mật khẩu ở đây. Sau khi tạo xong thì nó hiện ra một cái như thế này. Mọi người nhìn như có cái dòng chữ màu xanh nước biển đấy. Bấm vào đây cho mình nhé. Rồi, sau khi bấm vào đây xong rồi thì mình sẽ chọn cho vào thôi. Rồi, sau khi chọn cho vào thì mình vào đến đây thì mình sẽ tạo một nhân vật. Ai là nữ thì tạo nữ nhé, ai là nam thì tạo nam, tùy thích nhé. Đó, mình tạo sau đó mình sẽ tạo tên nhân vật của mình, tên giải trí, tên giải trí tổng hợp này. Sau khi tạo xong mọi người bấm vào chữ Trung Quốc vào cho mình để vào game. Đó, vào đến đây rồi thì đây thì mọi người sẽ bấm tiếp cho mình nhé. Ủa, toàn là hình, là hình này mọi người ạ. Đánh đúng vào tâm lý của anh em PA hả? Cưới này, rồi đến một ngày ông kia ông cưới này, cưới vợ này. Sau đó là ở một căn nhà, căn nhà bị cháy mọi người ạ. Căn nhà nó bị cháy này. Sau đó là người vợ của ông ấy mất. Đó, người vợ mất thì tay cầm bó hoa này, đứng trước ngôi mộ này. Đó, nói chung là tóm lại rất là buồn. Một cái cảnh tượng khá là buồn. Rồi, một ngày mới đẹp trời trở lại. Người bạn đang xoa dịu cho. Mình sẽ cho nhỏ nhỏ đi tí nhé. Người bạn đã xoa dịu này. Sau khi vào đây thì mình sẽ chọn lên một cô thiếu nữ khác ở bàn tiệc. Đó, 1.000. Sau khi vào bàn tiệc xong ấy thì có một bà thì nói, có một cô bé này nhìn thấy mình thì cũng khá là e thẹn này. Nó bảo mình vào trong này. Thì game sẽ phi cho mọi người là 9 tỷ kim nguyên bảo nha mọi người nhé. 9 tỷ kim nguyên bảo cộng với lại full VIP luôn mọi người nhé. Full VIP 15 luôn. Và 9 tỷ kim nguyên bảo. Chung là anh em mà chơi thì khám phá nó lâu dài thì là tự khắc sẽ hiểu hết về game thôi. Mới đầu vào chơi game gì cũng khó, kể cả game Việt Nam hay là game Trung Quốc thì mới đầu thì khó, mà ở Việt Nam thì chưa có cái game này nhé. Đó, đó, bây giờ ông này mình sẽ lao vào cuộc chiến là kinh doanh này. Kinh doanh này, hết mức kinh doanh luôn. Sau đó là sẽ đánh với lại cái thằng thương gia này. Thì đây sẽ là cái thằng với nhân vật của mình đánh này. Nói chung là game đồ họa khá là
khá là đánh vào tâm lý của mọi người luôn. Chém luôn cả. Rồi, mình thắng rồi. Thắng cuộc chiến này, có một cái cuộc gọi đến này. Nó thông báo có một cái cuộc gọi đến này, đó. Nó khá là tâm lý luôn. Rất là giống với cuộc gọi ngoài đời luôn. Đó, mình sẽ đánh với lại cái đứa con gái này. Cho mình nó thích. Tiêu luôn. Đó, thì mình sẽ vào. Mình sẽ nhận hết các cái này luôn. Bấm vào đây. Mọi người cố gắng xem kỹ các cái nó giới thiệu này, nó hướng dẫn này thì để chơi cho nó, trải nghiệm cho nó dễ dàng hơn nhé. Mình sẽ nhận hết quà nhé, quà hàng ngày này, được quà thẻ, chung là 9-10 tỷ kim cương này thì mọi người sẽ tiêu nó tẹt ga luôn. Đó, VIP 2 thì được tăng 20% điểm kinh nghiệm này, cộng với 5 lần cái gì ạ, nói chung là lên tận VIP 15 cơ. Đó, tăng 70% cộng 4 cộng bóp các kiểu này. Đó, tăng lên cho em gái mưa này. Nói chung là game khá là biết chiều chuộng những anh em FA là chính. Còn những cô gái và chơi game thì cũng rất là hay. Thì tuy là rào cản ngữ thì mọi người nhớ bấm đăng ký kênh của mình nhé. Cố gắng đăng ký kênh, like, chia sẻ video để bấm hình quả chuông để nhận bản Việt hóa mới nhất nhé. Mình sẽ tích cực đẩy nhanh cái tốc độ Việt hóa game là để mọi người trải nghiệm game thật là suôn sẻ luôn nhé mọi người nhé. Đó, mình bấm vào đây đi. Nói chung là 10 tỷ kim cương luôn. Đây, mình tiêu thử cho mọi người xem nhé. Chỗ này là 1 triệu này. Đấy. Tiêu bao giờ cho nó hết cái số tiền kia luôn. Đó, ví dụ như cái này 1 triệu rưỡi kim cương này. Tiêu không thấy gì luôn. Ăn những cái quà này ra thì nó mở khá là hay luôn. Thì mọi người muốn biết là cái quà này nó có tác dụng gì thì chỉ cần bấm cái nút chụp ảnh game này vào này. Đó, sau đó là mọi người sẽ bấm ra cho mình cái nút này nhé. Đó, sau đó là bấm vào phần mềm dịch này. Mình sẽ bấm vào phần mềm dịch nhé. Đó, thì mọi người sẽ nhấn vào cái nút máy ảnh này. Đó, sau đó mọi người nhấn vào cái hình. Đó, bấm vào cái hình này cho mình nhé. Đó, mọi người thấy không? Thì mọi người chỉ cần mình thích xem được cái hình nào thì mọi người vuốt vào đây. Đó, thế là mình sẽ sử dụng này. Thì nó sẽ ghi sau khi sử dụng thẻ đào tạo nhận kinh nghiệm giá 100.000 giá kinh nghiệm. Đó, mọi người thấy hay không? Đó, muốn dịch rất là dễ dịch thôi. Mình có thể là bấm dịch tiếp này. Nói chung là cái dịch bằng cách này cũng khá là tiện luôn. Đó, ví dụ mình muốn dịch cái văn bản thứ hai thì mình chỉ bần gõ vào đây mình xem thôi. Đấy, sau khi sử dụng đơn hàng nhận được nhận được 100.000 hàng hóa, mọi người thấy hay không?
Rồi. Mình sẽ dành tiếp cho mọi người xem nào. Nói chung là cái này do mình sử dụng chưa quen cho nên là mình xem nó không được chuẩn, mọi người sẽ chọn vào tất cả cho mình đó, sau đó là sẽ dịch lần lượt này. Nhưng mà cách kia dịch thì ngon hơn nhé. Rồi ok, sau khi dịch xong lại vào tiếp tục chiến thôi, rất là đơn giản. Đó, thì nó bảo là sau khi sử dụng thì sẽ nhận được rất là nhiều hàng hóa các kiểu này. Mình sẽ bấm cái này đi. Được 50 kim cương này. Đây là thẻ đổi tên nhé. À đây, đây là thẻ đổi tên này. Mọi người chỉ cần bấm vào đây là đổi tên thôi. Đó, ví dụ bấm vào đây đi. Chung là game là chăm sóc em gái mưa khá là hay luôn. Chung là game kho game Trung Quốc này thì nhiều game hay lắm. Quan trọng là mọi người có muốn chơi hay không thôi. Còn mấy cái này thì không cần dịch. Cần dịch những các cái thứ cần dùng thì ta dịch thôi. Đó. Xem có bao nhiêu trái tim này. Còn mấy cái này thì không cần phải dịch nhé. Cái này là thành tựu đạt được thôi. Kim cương mà mọi người. Phi tận 9 tỷ kim cương thì chơi đến bao giờ cho nó hết được. Chung là quá là nhiều luôn. Đây, đây là bảng xếp hạng những người chơi kiếm được này, kim cương đây. Rồi. Khi bấm vào đây thì mọi người có thể update cho các em gái mưa này, tăng level này, tăng kinh nghiệm này. Đó. Chiến của em này khá là ngon luôn nè, em gái mưa nó lại đó, mọi người thấy không? Khá là nhiều em gái mưa. Nói chung là mọi người sẽ bấm vào những các cái hình tòa nhà này để vào chiến đấu thôi. Ở đây là cho công nhân xây dựng này, thì tăng cái khả năng xây dựng này, và những các cái này đầu tư quỹ này, tăng tiền này. Đấy. Nó bảo là cho em gái lên cấp. Ok, mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Nếu anh em thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh nhé. Rồi ok, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.